Trafigura đánh giá tình hình biển đỏ sau khi tàu dầu bị Houthi tấn công Công ty Trafigura của Singapore cho biết họ đang đánh giá rủi ro đối với các chuyến hàng đi biển đỏ tiếp theo sau khi tàu chở dầu Marlin Luanda bị nhóm Houthi tấn công hôm 27 tháng 1. Theo phía Chaffee-Hurer, hiện không có tàu nào của công ty đi qua vịnh Aden và chúng tôi tiếp tục đánh giá cẩn thận các rủi ro liên quan đến bất kỳ chuyến đi nào, bao gồm vấn đề an ninh và an toàn của thủy thủ đoàn, cùng với chủ tàu và khách hàng Reuters đưa tin ngày 28 tháng 1. Một số công ty vận tải biển đã đình chỉ các chuyến hàng qua Biển Đỏ và thực hiện các chuyến đi dài hơn, tốn kém hơn quanh châu Phi để tránh bị tấn công. Các cuộc bán phá của Houthi chủ yếu nhắm vào các tàu container di chuyển qua Biển Đỏ. Theo điều mà nhóm này gọi là sự ủng hộ đối với người Palestine trong cuộc xung đột ở Gaza. Ngoài ra, Chavirer còn cho biết thêm rằng thủy thủ đoàn của Marlin Lunda đã phải chiến đấu với ngọn lửa ở mạn phải của con tàu. Đến chiều ngày 27 tháng 1, ngọn lửa đã được dập tắt và mọi người có mặt trên tàu đều an toàn. Chavirer xác nhận con tàu đang hướng tới bến cảng an toàn và nỗ lực chữa cháy đã được hỗ trợ bởi các tàu hải quân Ấn Độ, Mỹ và Pháp theo trang Never News. Một phát ngôn viên của Hải quân Ấn Độ cho biết, họ đã triển khai INS Visakhapatnam, một con tàu khu trục mang tên Lửa dẫn đường, sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ tàu Marlin Luanda, trên tàu có 22 thành viên thủy thủ đoàn là người Ấn Độ và một người Bangladesh. Khoảng 8 giờ sau sự cố của Marlin Luanda, quân đội Mỹ đã phá hủy một tên lửa chống hạm của Houthi đang chuẩn bị được phóng đến Biển Đỏ. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ xác định tên lửa này là mối đe dọa sắp xảy ra đối với các tàu buôn và tàu hải quân Mỹ trong khu vực. Máy bay chiến đấu, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ và Anh cũng đã đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu bè trong những tuần gần đây. Đài truyền hình al Masdira cho Houthi kiểm soát hôm 27 tháng 1 đưa tin Mỹ và Anh đã tiến hành hai cuộc không kích nhắm vào cảng Ras Ista, cảng xuất khẩu dầu chính của Yemen. Không rõ liệu đây có phải là cuộc tấn công được Bộ Tư lệnh Mỹ đề cập hay không hạm đội năm của Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận, trong khi Bộ Quốc phòng Anh từ chối trả lời các câu hỏi liên quan. Do bối cảnh tình hình khu vực Biển Đỏ vẫn đang leo thang căng thẳng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Charles Brown ngày 27 tháng 1 cho biết mục tiêu của Mỹ ở Biển Đỏ là dân đe các cuộc tấn công của phong trào Hồi giáo Houthi. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin tức ABC, tướng Charles Brown cho biết các cuộc không kích do Mỹ đứng đầu nhằm đáp trả các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Biển Đỏ nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và Mỹ không muốn tiếp tục leo thang. Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh Houthi đã gia tăng các cuộc tấn công ở Biển Đỏ và sử dụng tên lửa đạn đạo chống hạm trong hai cuộc tấn công riêng rẽ hôm 26 tháng 1. Một quả tên lửa đã bắn trúng một tàu chở dầu do Anh vận hành ở khu vực Vịnh Aden, trong khi một quả tên lửa khác bị tàu hải quân Mỹ bắn hạ. Lực lượng Houthi cho biết hơn 30 cuộc tấn công của lực lượng này ở Biển Đỏ kể từ mùa thu năm 2023 nhằm đáp trả việc Mỹ và Anh ủng hộ cuộc chiến chống Hamas của Israel. Chuyển sang một số nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 26 tháng 1 đã thông báo lên quốc hội nước này về việc phê duyệt bán máy bay chiến đấu F-16 và các thiết bị liên quan trị giá 23 tỷ đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ ngay sau khi Thủ tướng Tây Íp Erdogan ký dự luật phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO của Thụy Điển. Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo lên Quốc hội nước này và các nhà lập pháp Mỹ sẽ có 30 ngày để nêu ý kiến phản đối nếu có. Các máy bay của Mỹ sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp hạm đội máy bay chiến đấu F-16 của nước này, đồng thời làm giảm căng thẳng giữa Ankara và Washington, vốn đã đình trệ trong những năm gần đây do chính sách của Mỹ ở Syria và quyết định của Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không của Nga. Thưa quý vị, trong bối cảnh đợt giao tranh ác liệt qua biên giới với lực lượng Hezbollah tại Liban sắp sửa bước sang tháng thứ tư, quân đội Israel hôm 27 tháng 1 tuyên bố đang tăng cường sẵn sàng chiến đấu dọc biên giới Israel-Liban, thực hiện cuộc tập trận chuyên sâu, sẵn sàng cho kịch bản nổ ra chiến tranh với quốc gia láng giềng. Trong thông báo trên mạng xã hội X mà trước đây là Twitter, người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrae cho biết tuần trước Bộ Chỉ huy khu vực phía Bắc đã tiến hành đợt huấn luyện với tên gọi tăng cường năng lực và sự sẵn sàng cho chiến tranh. Nội dung huấn luyện là hoạt động tác chiến trong đô thị, cụ thể là tại các khu vực dân cư đông đúc trong thời tiết mùa đông lạnh giá tuyên bố của lực lượng phòng vệ israel cho biết cuộc tập trận do lữ đoàn lính dù dự bị miền bắc thực hiện trong tuần qua bao gồm các nội dung bắn đạn thật và tập dượt chiến đấu ở khu vực đô thị kết hợp với xe tăng công binh bộ binh và pháo binh theo nhiều nhà phân tích khu vực, đợt huấn luyện mới nhất này của quân đội Israel là sự chuẩn bị sẵn sàng tiếp theo cho kịch bản nổ ra một cuộc chiến tranh toàn diện với Liban. Bởi trước đó, quân đội Israel đã triển khai tăng cường hàng chục nghìn binh sĩ cùng nhiều khí tải chiến đấu hạng nặng về khu vực biên giới phía Bắc, đồng thời sơ tán toàn bộ cư dân ra khỏi các khu vực dân cư nằm gần đường biên giới với Liban. Đáng chú ý, giới chức Israel nhiều lần khẳng định đã hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản nổ ra cuộc chiến khốc liệt với quốc gia láng giềng nếu Hezbollah có hành động vượt làn danh đỏ. Hôm 27 tháng 1, giao tranh ác liệt qua biên giới tiếp tục nổ ra giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong hai thông báo chính thức công bố chiều 27 tháng 1, Hezbollah xác nhận có 4 thành viên thiệt mạng trong các cuộc không kích đêm 26 tháng 1 của quân đội Israel và khu vực miền nam Liban. Hezbollah đã đáp trả bằng hai đợt bắn tên lửa cách nhau gần một tiếng hồi trưa cùng ngày, nhằm vào hai vị trí đóng quân của Israel ở phía bắc Israel. Thông báo của Hezbollah khẳng định các cuộc tấn công của lực lượng này đã gây thương vong lớn cho phía đối địch, nhưng không đề cập con số chi tiết. Trước đó, truyền thông Israel cho biết lực lượng phòng vệ Israel đã tiến hành nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào hàng loạt mục tiêu của Hezbollah dọc biên giới Liban trong đêm 26 tháng 1, dạng sáng ngày 27 tháng 1. Các cuộc tấn công khiến 4 thành viên Hezbollah thiệt mạng, đồng thời phá hủy nhiều cấu trúc quân sự của nhóm vũ trang lớn nhất Liban. Trong khi đó, truyền thông khu vực cho biết ít nhất 25 thị trấn và khu dân cư của Liban nằm gần biên giới Israel đã bị tấn công trong loạt đợt không kích và pháo kích mới nhất của quân đội Israel. Giao tranh qua biên giới kéo dài gần 4 tháng qua giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã khiến hơn 200 người thuộc về cả hai phía thiệt mạng. Đây cũng là đợt giao tranh ác liệt và đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong. Lần đối đầu này bùng phát chỉ một ngày sau khi quân đội Israel mở chiến dịch không kích vào giải Gaza nhằm đáp trả cuộc đột kích của lực lượng Hamas vào miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023 khiến 1.200 người thiệt mạng. Một ngày sau khi quân đội Israel phát động chiến dịch quân sự và giải Gaza hôm 7 tháng 10 năm 2023, lực lượng Hezbollah đã nã pháo vào một vị trí do Israel kiểm soát tại khu vực biên giới, chính thức khơi mào cho đợt giao tranh ác liệt qua biên giới kéo dài gần 4 tháng qua với quân đội Israel. Theo các báo cáo đáng tin cậy, các cuộc bắn phá qua lại giữa hai bên đã khiến hơn 200 người tử vong, chủ yếu là phía người Liban và ngày càng tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột quy mô lớn tương tự như cuộc chiến đẫm máu mùa hè năm 2006, khiến hàng nghìn người thương vong. Trong khi đó, tình hình chiến sự tại giải Gaza vẫn tiếp tục diễn biến căng thẳng trong ngày 27 tháng 1, chỉ một ngày sau khi Tòa án Công lý Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc ra phán quyết yêu cầu Israel thực thi mọi biện pháp ngăn chặn các hành động diệt chủng tại giải Gaza. Cụ thể, quân đội Israel vẫn đẩy mạnh chiến dịch quân sự tại thành phố Khan Yunis ở phía nam giải Gaza. Theo người dân Palestine, phía Israel đã không kích và nã đạn pháo dữ dội vào khu vực này cũng như hai bệnh viện lớn tại đây. Nhiều người đã phải sơ tán xuống phía nam theo yêu cầu của quân đội Israel. Tuy nhiên hành trình di rời này đặc biệt gặp nhiều khó khăn trong điều kiện thời tiết xấu hiện nay khi mưa lớn và nhiệt độ xuống thấp. Nhiều trẻ em không có đủ quần áo ấm và phải cố gắng chống chịu cái rét. Theo cơ quan y tế Gaza, trong 24 giờ qua, cuộc xung đột đã khiến hơn 170 người Palestine thiệt mạng và nâng tổng số người Palestine thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát hôm 7 tháng 10 lên hơn 26.000 người. Phần lớn trong tổng số 2,3 triệu người dân sinh sống ở Gaza hiện đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.